gì thập thò vậy? Anh không hiểu tại sao cứ phải là Hà, trong khi trước giờ Hà chưa bao giờ đối xử tệ với em. Ba, nhìn gì kỹ hả? Em thử nghĩ xem một năm sau em sẽ như thế nào. Em cũng hay đấy, chứ chị mà để một con nhỏ như vậy trong nhà thì cũng khó mà yên tâm. Cái gì của em thì là của em thôi. Khi nào chính bạn là người đốt tiệm không?